Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 8 tháng 3 tại huyện Đức Trọng, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì hội nghị triển khai công tác phòng cháy chữa cháy, quản lý bảo vệ rừng, phân định ranh giới các loại rừng trên địa bàn tỉnh. Đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh cùng 12 huyện, thành phố, ngành kiểm lâm và các đơn vị thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng đã tham dự. Báo cáo của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cho biết, xác định công tác quản lý bảo vệ rừng là nhiệm vụ thường xuyên và đặc biệt quan trọng. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2024, ngành chức năng cùng với cấp ủy chính quyền địa phương và đơn vị chủ rừng đã tập trung quyết liệt các giải pháp, đặc biệt là cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, chủ động triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp. Hai tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thực hiện 150 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ rừng cho trên 5.700 lượt người tham gia, thực hiện ký 55 bản cam kết bảo vệ rừng. Ngoài ra, địa phương cấp trên 28 tỷ đồng thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô. Ngành chức năng của tỉnh cũng đã tích cực triển khai công tác tuần tra truy quét nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp hành vi vi phạm luật lâm nghiệp. Thống kê 2 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ cháy rừng, 23 vụ vi phạm luật lâm nghiệp. Diện tích thiệt hại do phá rừng là trên 2,1 hecta, trên 56 mét khối lâm sản thiệt hại. Ngành chức năng đã tiến hành xử lý 16 vụ, trong đó có 12 vụ xử lý hành chính và chuyển 4 hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý. Về công tác rà soát, điều chỉnh phân loại, phân định ranh giới các loại rừng, hiện nay chỉ mới có 6 trên 12 địa phương gửi kết quả rà soát, điều chỉnh phân loại rừng. Qua kiểm tra cho thấy các địa phương đã thực hiện rà soát hoàn toàn phù hợp với tiêu chí sử dụng đất đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phân bố cho các địa phương. Báo cáo tại hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế như tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, lấn chiếm đất lâm nghiệp vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp, chưa được ngăn chặn triệt để. Việc trang bị phương tiện, dụng cụ, công tác huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy rừng chưa được trang bị, triển khai thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Riêng đối với việc phân loại rừng, phân định ranh giới các loại rừng còn gặp nhiều khó khăn và bất cập. Tại hội nghị, các đơn vị địa phương và các đơn vị chủ rừng đã phát biểu làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô, tiến độ thực hiện phân định ranh giới các loại rừng, nêu những khó khăn bất cập và đề xuất các kiến nghị đến lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và ngành chức năng kịp thời có giải pháp xử lý. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, hiện nay tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, một số địa phương nhiều ngày đã không có mưa, nguy cơ tiềm ẩn cháy rừng rất cao. Do đó, các địa phương, đơn vị chủ rừng cần tập trung bố trí lực lượng túc trực 24 trên 24 nhằm đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, vận động, tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vụ việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng và vi phạm các quy định về luật lâm nghiệp. Ngành chức năng, các cơ quan, đơn vị chủ rừng liên quan cần đặt ra chỉ tiêu nhằm phấn đấu giảm các tiêu chí về số vụ, diện tích và lâm sản thiệt hại. Từ xã đến huyện đến tỉnh, các đồng chí phải nhân trực kể cả ban đêm để có cháy rừng để có chỉ đạo xử lý, và nguyên tắc của phương tâm là bốn tại chỗ. Bởi vì sao? Chỉ có 5 đến 10 phút thì chúng ta thời gian vàng đó chúng ta có điều kiện dập, và chỉ sử dụng lực lượng của chủ rừng, của xã để chúng ta có dập ngay. Còn khi mà chúng ta kiểm soát không nổi hoặc đám cháy nó quá lớn thì các đồng chí ở phải báo cáo với cấp huyện, đúng không? Rồi huyện huy động lực lượng chữa cháy rừng cấp huyện, kể cả huy động các xã khác để vô, của chủ rừng khác để vô, mà huyện làm không nổi thì đến chắc chắn đi cấp tỉnh. Rồi thứ hai, trồng rừng thì cái việc này chúng ta cũng nên tiếp tục nghiên cứu để cải cách thủ tục hành chính trong trồng rừng, đặc biệt trồng rừng thay thế, trồng rừng mới. Còn cái phát huy hiệu quả trong dưới tán rừng thì đề nghị sở nghiệp tiếp tục nghiên cứu cho phép các đơn vị chủ rừng được khai thác nhựa thông, đúng không? Được trồng dược liệu, được phát huy du lịch dưới tán rừng. Nhấn mạnh đến công tác phân định ranh giới các loại rừng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc đề nghị ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cùng với ngành tài nguyên, thanh tra tỉnh và các đơn vị địa phương cần chủ động rà soát để có những đề xuất trung ương điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với đặc thù địa bàn, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đặc biệt đối với các địa phương chưa hoàn thiện việc rà soát, phân định ranh giới các loại rừng thì cần khẩn trương, nghiêm túc thực hiện theo đúng thời gian quy định. Song song đó, bố trí cân đối nguồn kinh phí để thực hiện việc mua sắm phương tiện phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.